Sáng nay, chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại các công nghệ tiết kiệm năng lượng năm 2021 cùng Viettel Corporation. Hội nghị với sự tham dự của các sở ngành liên quan và các doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ năng lượng. Tại hội nghị, chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam đã giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng và có đặc điểm chung là giúp tiết kiệm năng lượng, làm cho cuộc sống trong lành và xanh sạch hơn. Đặc biệt, thông qua hội nghị lần này, chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam mong muốn xúc tiến thương mại liên kết với các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh để lan tỏa không gian công nghệ với các sản phẩm phục vụ cuộc sống và ngày càng nhân rộng mô hình sử dụng năng lượng tái tạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ như hiện nay. Chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam còn sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm công nghệ phục vụ để làm cho cuộc sống các sản phẩm công nghệ thông minh hơn và phục vụ các tiện ích đến từng hộ gia đình và đến từng nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng. Chúng tôi cam kết là sẽ đem đến những cái sản phẩm có chất lượng và uy tín cũng như những cái sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình đang cần sự ủng hộ phổ biến hơn các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đơn cử như sản phẩm điện năng lượng mặt trời áp mái, đèn năng lượng mặt trời, các dòng điều hòa inverter tiết kiệm năng lượng. Với sự đồng hành của Sở Công Thương và các ngành liên quan, thời gian qua chi nhánh Viettel Quảng Nam đã triển khai nhiều chương trình để giới thiệu nhân rộng các mô hình công nghệ, đưa các sản phẩm chất lượng đến đông đảo người dân với tiêu chí chất lượng đảm bảo giá cả hợp lý. Trong thời gian tới thì Sở cũng sẽ đồng hành cùng với lại chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Nam triển khai rộng rãi hơn các giải pháp tiết kiệm năng lượng đến với lại bà con nhân dân và cũng như các xã trên địa bàn tỉnh. Xu hướng đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời gắn với công trình xây dựng và nhà ở hiện đang là xu hướng không chỉ tại Việt Nam mà của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Bởi đây là nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường và không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch.